Chào bạn nhé, chúc các bạn buổi tối thật là nhiều niềm vui. Thì hôm nay iPhone còn ít đây, với lại giá nó cũng có một tí thay đổi rồi. Nên là Nhật Nam làm clip này cập nhật một số ít ỏi iPhone còn ở đây để cho mọi người thuận tiện mua. Các bạn hãy dành thời gian theo dõi hết clip và ưng ý máy nào thì alo cho Nhật Nam để đặt cọc và mua hàng các bạn nhé. Và iPhone đây là cam kết hàng chuẩn quốc tế, không bán máy lốc, không bán máy đã sửa chữa trên men hoặc thay thế màn hình linh kiện vào máy các bạn nhé. Với chế độ bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng nếu có lỗi của nhà sản xuất, thì các bạn cứ yên tâm mà sử dụng dịch vụ cũng như là hàng hóa bên shop Nhật Nam. Còn mọi vấn đề về lỗi lầm hay cái gì đó, ok, Nhật Nam sẽ bảo hành cho bạn từ A đến Z rồi. Giờ đây, cái máy đầu tiên muốn giới thiệu đến các bạn đây, một con iPhone nhỏ gọn đẹp với tiêu chuẩn là máy phụ rất là chất, và còn duy nhất một máy màu bạc rất là mới, tức là rất là keng. Mình phải khẳng định với các bạn rằng đây là hàng cũ nhưng còn rất keng nhá. Đó, và zin nguyên bản nhà sản xuất và pin còn 84%. Đấy, con này là iPhone 5 SE nhá. Máy rất là chất luôn. Đấy, đẹp đến từng chi tiết luôn. Con này làm máy phụ hoặc là sử dụng những ứng dụng đơn giản thì quá là ok. Bởi vì đã có cái cấu hình là chạy chip A9 và RAM 2GB rồi các bạn nhé. Bộ nhớ trong máy 16GB. Cũng máy văn thoải rồi. Rồi ok, giá bán là 2,1 triệu các bạn ha, tặng đầy đủ phụ kiện như là dán cường lực, ốp dẻo, sạc và tai nghe. Con này vẫn tặng tai nghe vì là vẫn sử dụng chân tai nghe là chân tròn. Ok, giá 2,1 triệu, còn một máy duy nhất nhé. Đây là iPhone 5 SE nha các bạn. Các bạn đừng nhầm lẫn với 5S hay 5 thường ha. Còn một máy duy nhất thôi. Thì con 5 SE này cấu hình của nó ngang ngửa với con 6S cơ các bạn nhé. Ngang ngửa với 6S, tuy nhiên là nó có cái ngoại hình và hiển thị màn hình như là iPhone 5 và iPhone 5S 4 inch thôi các bạn ha. Đấy, rất là đẹp, chuẩn. Rồi tiếp theo đây mình có một con iPhone 7 màu đen. Con này thì mình đã kiểm tra và biết được rằng con này là máy mã Nhật. Pin còn 85%. Máy khá là keng, màu đen. Giá bán là 5,8 triệu bạn nhé. Rất keng luôn. Có thể nói len keng như xà beng. iPhone 8 nhỏ nha, có hiển thị màn hình là 4 inch 7. Đấy. Đến con iPhone 8 này thì cũng vẫn RAM là 2GB thôi các bạn nhé. Tuy nhiên là chip check nó đã nâng cấp rồi, và lưng sau mặt kính nên rất là sang chảnh. Con này là siêu máy phụ luôn. Ok, 5,8 triệu màu đen. Và mình có một con màu trắng 86% ở đây, 86% pin nha các bạn. Còn máy thì đương nhiên là ngoại hình đẹp keng rồi, len keng như xà beng, chuẩn zin nguyên bản nhà sản xuất. Thì đối với sản phẩm iPhone 8 thì mình lưu ý thêm với bạn khi mua là sẽ không được tặng kèm tai nghe. Còn ngoài ra vẫn có dán cường lực và ốp dẻo bạn ha. Con màu trắng này sẽ có giá bán là 5,9 triệu, không kèm tai nghe. Bạn nào muốn mua tai nghe này thì phải mua thêm một cái tai nghe zin chân dẹp với giá là 300.000. Đấy, rất là ok các bạn ha, máy như một cái máy mới. Và đây mình có một máy màu đỏ. Máy màu đỏ hôm nay mình giảm nhiệt một tí xíu. Máy màu đỏ này pin còn 91%, mình sẽ bán ra với giá 6,2 triệu thôi. Máy đẹp len keng như xà beng các bạn nhé. Rất là chuẩn luôn, chuẩn không cần phải chỉnh. Giá 6,2 triệu. Tất cả iPhone 8 ngày hôm nay là máy mã Nhật các bạn nhé. Thì mình phải lưu ý với các bạn như thế này. Cái mã đó là nó sản xuất để sản xuất xuất khẩu cho thị trường nước nào đó thôi. Chứ còn vấn đề là iPhone là phải của Mỹ sản xuất rồi các bạn nhé. Đấy rồi, ok. Ở đây mình sẽ có một con 6S Plus cuối cùng, màu gold, bản 16GB. Con này máy zin nguyên bản, tuy nhiên đã được mở ra thay pin. Mình đã thay pin rồi các bạn nhé. Và bán ra cho các bạn với cái giá là 3,9 triệu, vì con này là lưng sau hơi bị chấm chấm một tí, zin nhưng mà hơi chấm xíu. Nên mình đánh giá là nó vào khoảng 98,5% thôi. Nhưng bán rẻ, giá 3,9 triệu thôi các bạn nhé. 6S Plus màn hình 5,5 inch. Con này rất là ok. Đấy, rất là ngon lành cành đào luôn. Còn một máy duy nhất màu gold bạn nhé, giá 3,9 triệu. Và mình còn một máy màu hồng 6S Plus nữa. Con này giá 3,9 triệu luôn. Đấy, bán cho dạng hết hàng. Thì những sản phẩm này nếu con nào pin kém mình tự thay cho các bạn luôn nhé. Còn con nào pin trên 85 thì mình không thay. Ok, và giá 3,9 triệu này là giá gọi là thu hồi vốn của bạn nhé. 16GB màu hồng. Con này màu hồng thì thường thường các bạn bảo màu hồng thường phải rẻ hơn là màu gold đúng không? Ok, thì mình cũng xin nói với các bạn như thế này.
con này vỏ nó đẹp hơn con màu gold kia, chính vì lẽ đó mình vẫn bán bằng giá. Chứ thay vì nếu mà con vỏ màu gold kia mà đẹp như vỏ màu hồng này thì đương nhiên rồi mình sẽ phải là bán cao hơn nhá. Nhưng mà đây còn một máy bán nốt 3 triệu 9 để hết 6S Plus luôn. Rồi tiếp theo đây mình có một con máy rất là đặc biệt, 6S màu hồng, có một cái ốp chống sốc khá là chất này. Ốp chống sốc này thì khá là chất rồi, mới keng luôn. Rồi đây là phiên bản 128GB các bạn nhé. Phiên bản 128GB và pin chuẩn zin còn tới 88% pin này. Máy mã Mỹ này, có ghi thông tin ở sau lưng này thì mình nói cho nó dễ. Và máy ok rất là chất này. Mật khẩu 6 số 0 này. Đấy mình kiểm tra luôn, đúng là pin 88% này. Con này rất là keng. Máy mã Mỹ này. 128GB. Thì 128GB này là dung lượng bộ nhớ trong máy nó nhiều thôi nhá. Còn dĩ nhiên rồi, vẫn là màn hình 4 in 7 đấy, vẫn là RAM 2GB và chạy chip A9 con 6S. Màn hình 4 in 7 này màu hồng duy nhất, rất là keng. Có giá bán là 3 triệu rưỡi các bạn nhé. Đấy mình cũng cho kèm luôn cái ốp chống sốc đây cho các bạn thích xài cho nó chắc ăn. Rồi đây mình còn một con iPhone X bản 64GB rất là keng. Con iPhone X này thì hôm nay mình đặc biệt giảm giá bán cho các bạn với giá 9 triệu 9 thôi. Rất là chất. Máy pin 100% luôn. Nguyên zin. Ngon lành. Đấy. iPhone X này thì khá là ngon rồi. Sử dụng một sim bạn nhé. Ok. Giá 9 triệu 9 thôi. iPhone X 64GB màu đen. Máy đẹp leng keng như xà beng luôn này. Đó. Và tiếp theo đây mình có một con iPhone 8 màu đỏ, máy hơi xấu xíu. Tuy nhiên hôm nay mình hạ giá bán giá sấp mặt luôn, giá 7 triệu 8. iPhone 8 Plus màu đỏ, máy vỏ xấu khoảng tầm 97%. Tuy nhiên bao zin nguyên bản nhà sản xuất hết các bạn nhé. Đấy, chuẩn luôn. Lưng sau mặt bằng mặt kính. Còn sườn con này xấu, coi như bán giá vỏ, bỏ vỏ luôn, giá 7 triệu 8 thôi các bạn nhé. 7 triệu 8 iPhone 8 Plus 64GB bạn ha. 7 triệu 8 chưa bao giờ mà rẻ như thế này. Rồi ok, đây mình có XR màu đen. iPhone XR màu đen, tình trạng là pin còn 93%. Con XR này là máy mã Mỹ bạn nhé. Và máy thì có ngoại hình đẹp leng keng như xà beng luôn. Chuẩn luôn. Không một tì vết. XR này thì màn hình 6 in 1 và pin khá là trâu, pin gần 3000 các bạn nhé. Rất là chất và máy này máy có thể nói là keng zin. Và hôm nay mình đặc biệt giảm giá con màu đen này, mình chỉ bán với giá là 10 triệu 300 nghìn. Rất là chất các bạn nhé. XR 10 triệu 300 nghìn. Giảm đáng kể. Quá là ok luôn các bạn nha. Rồi tiếp theo đây là một máy màu đỏ. Màu đỏ mình cũng sẽ giảm. XR màu đỏ. Tất cả mọi thông số và máy đều là đẹp leng keng xà beng như cái máy đen kia. Pin lại còn tới 94% luôn. Hôm nay mình giảm, mình bán giá 10 triệu 500 bạn nhé. Đấy. Bán giá này gọi như là để cho các bạn ủng hộ xem kênh nhiều hơn, like nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn đây này, đăng ký nhiều hơn này. Đấy. Ok, XR màu đỏ pin 94%, giá bán 10 triệu 500 nghìn. Rồi ở đây mình còn một cặp iPhone XS Max cũng giảm giá tẹt ga bán cho các bạn luôn. XS Max 64GB máy mã Mỹ màu trắng ngọc trai, máy có thể nói leng keng như xà beng. Chuẩn zin nguyên bản nhà sản xuất, máy quốc tế. SIM nào cũng dùng được, mã Mỹ bạn nhé. Pin còn 91%. Đây, bạn xem này thì cũng biết là nó chuẩn. Quá là ok và hôm nay mình chỉ bán tròn trĩnh đúng 13 triệu thôi. Bán xả hàng, thu hồi vốn các bạn nhé. Đúng 13 triệu. Và con màu đen cũng thế. Tuy nhiên con màu đen các bạn là sẽ lợi thế hơn một tí, nó còn được 93% pin. Đấy ok. Mình cũng bán với giá 13 triệu các bạn ha. Thì vừa rồi là một số ít ỏi iPhone mình còn ở shop mình view bán cho các bạn. Bạn nào kết cái sản phẩm nào hãy alo cho mình qua số điện thoại 0979 782366 hoặc là số 0367 709 123 để đặt cọc mua hàng các bạn nhé. Các bạn lưu ý khi mua hàng tại shop nhà Nam, các bạn vui lòng đặt cọc trước 100 ngàn đối với sản phẩm dưới 10 triệu và 200 ngàn đối với sản phẩm trên 10 triệu qua một trong hai hình thức, đó là chuyển khoản hoặc là thẻ cào. Bạn nào đặt cọc bằng thẻ cào vui lòng mua mã thẻ Mobi hoặc là Viettel 100.000, cào ra gửi mã nạp tiền và seri của thẻ qua tin nhắn cho Nhật Nam, hoặc là có Zalo thì hãy chụp hình cái thẻ khi đã cào ra gửi qua Zalo cho Nhật Nam. Sau đó các bạn vui lòng cung cấp tên, địa chỉ của bạn rõ ràng cụ thể để Nhật Nam ship hàng cho bạn.
từ 3 đến 5 ngày các bạn sẽ nhận được hàng. Khi nhận hàng các bạn được đồng kiểm, tức là được kiểm tra trước mặt nhân viên giao hàng. Ok, các bạn đồng ý nhận hàng thì mới phải thanh toán nốt số tiền còn lại. Tiền đặt cọc của các bạn được trừ luôn vào tiền máy và các bạn sẽ phải thanh toán thêm khoản phí ship từ 30 đến 80 ngàn do nhà vận chuyển họ thu. Nhật Nam không bao phí ship bất kỳ một sản phẩm nào khi bán ra và sẽ bảo hành một đổi một trong vòng 3 tháng nếu có lỗi của nhà sản xuất. Và đối với iPhone sẽ cam kết là chỉ bán máy quốc tế, không bán máy lốc và không bán máy đã sửa chữa trên men hoặc là thay thế màn hình linh kiện vào máy. Cũng không bán những cái máy có lỗi lầm các bạn nhé, luôn full chức năng. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip và đã luôn yêu mến ủng hộ shop Nhật Nam. Một lần nữa các bạn hãy nhấn like, nhấn chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình thật là nhiều các bạn nhé. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.